Cô là cô Phượng ở Thanh Xuân 2, phường Phố Cò à? Thế là cô chỉ có sợ đau thôi. Em bảo mất hết này, mất hết bộ hàng răng dưới. Đây là giả hết. Thì nói chung là đấy cũng tùy từng người. Ví dụ như là người ta có tiền thì người ta bảo là không đáng gì. Thế nhưng mình không có tiền thì mình bảo là to. Cô lên đây là tâm nguyện là nhờ vào tất cả bác sĩ với các cháu ở đây để làm cho cô cho nó thành nguyện. Trên miệng là bệnh nhân có một cái hàm tháo lắp đây. Đó, một cái hàm tháo lắp chúng ta thấy là nó rất là lỏng lẻo luôn. Đấy, mình chỉ cần nhấc. Đấy, thì chúng ta thấy là ở cái hàm tháo lắp này đặc biệt là nó sẽ có một cái móc ở đây. Cái móc này gọi là cái móc vào răng trụ. Đấy, thì mình sẽ tháo cái hàm tháo lắp ra để cho các bạn xem nhé. Chúng ta thấy đây, ở đây là cái răng, những cái răng trụ này. Đấy, trước đây những cái răng trụ này nó rất là chắc. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta đeo một cái hàm tháo lắp, nó không vững ổn, nó cứ lên xuống trong quá trình chúng ta ăn nhai. Thì chúng ta thấy là những cái răng này nó đã lung lay. Đấy, nó đã lung lay. Nó lung lay cả cái khối này luôn. Đấy, nó giống như cái cây chúng ta cứ mỗi ngày chúng ta rung một tí dần dần nó lay như thế này. Đấy, và cái hàm nó lỏng đi. Đấy, cái lợi xương nó tiêu đi. Đấy, và chúng ta không ăn được nữa, cô cắn lại cháu. Đấy, một cái hàm lỏng lẻo lắp trên những cái răng lỏng lẻo thì không thể nào ăn được. Thật của cô nhưng bây giờ nó lung lay hết rồi, hỏng hết rồi. Ăn uống khổ có nghĩa là phần cứng là cô không nhai được, không ăn được. Chỉ ăn phần cái mềm thôi, chứ cứng là cô không ăn được. Cũng nhộm nhạo chứ không phải nấu riêng gì cả. Mình có ý là những cái cứng xương biết thì mình không dám ăn. Chả chế độ riêng gì cả. Đi ăn cỗ ăn bàn đâu ấy là ngại lắm, không muốn đi. Tại vì răng lợi mình nó chả ra cái gì. Ăn uống nó cũng không biết cái gì là ngon ấy. Gọi là cứ ăn để cho nó lo bụng thôi chứ còn không cảm nhận được cái gì là ngon cả. Không ăn được cái gì cho nó ngại lắm. Tại cứ bảo là sao không muốn đi ăn cỗ là như thế. Răng lợi mình nó chả ra cái gì, đi ăn cỗ thì nhiều khi không thích ở cái đoạn đấy. Người ta ăn được mình chả ăn được, đang ăn thì nó lại vắt mướng vướng ở kia đấy, mình ngại kiểu như thế. Hồi bị hỏng cách đây lâu rồi, phải đến gần 20 năm nay rồi. Cô răng của cô là một hàm, cái hàm dưới là mất hết răng hàm rồi. Ăn uống là rất là khổ. Cho nên là cô muốn đến đây nhờ hết tâm nguyện và các cháu là sẽ làm cho cô bộ răng khác để cho ăn uống cho nó thoải mái mà cho nó đỡ khổ, đi đâu cho nó tự tin. Không cứ bảo miệng ra há miệng ra là bộ răng nó xấu, không thích. Thế này là bảo thôi thì cố gắng để đi làm cái hàm răng để cho nó ăn uống cho nó, đầu tiên là ăn uống cho nó đỡ khổ. Cái thứ hai là đi đâu nó tự tin. Đấy, thì khi cô đến khám gặp mình thì mình đã tư vấn cho cô là mình sẽ bỏ những cái răng lung lay này đi. Đấy, chúng ta sẽ thay bằng cái phương án là trồng răng toàn hàm. Thì các bạn đã biết cái phương án này rồi đó. Tức là mình sẽ trồng vào đây 4 chiếc răng implant. Đấy, sau đó bên trên mình sẽ tả lực bằng một chiếc hàm cố định. Đấy, để cô ăn nhai. Đấy, mình sẽ làm cái hàm cố định này theo cái khớp của hàm trên. Bởi vì những cái răng hàm trên của cô thì mình vẫn tận dụng để ăn nhai tốt được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái quá trình là thực hiện trồng răng implant. Đấy, mình sẽ nhổ bỏ những răng này đi và đặt hàm vào đây, đặt những cái trụ chân răng vào trong xương của cô ở những cái vị trí phù hợp. Đấy, sau đó mình lấy dấu và mình lắp răng tạm lên cho cô ăn. Đấy, sau 2.5 tháng sau thì mình sẽ bỏ những cái răng tạm này đi để mình thay bằng những răng vĩnh viễn. Thì chúng ta sẽ cùng xem cái quá trình này. Đấy, nó diễn ra như thế nào và mình sẽ thực hiện trong bao lâu các bạn nhé.
mới đầu vào thì cũng tâm lý là cũng lo sợ là đau. Cuối cùng quá trình vào làm thì lại không đau, không gì. Thế xong cái đồ làm xong rồi nhổ 6 cái răng, để cắm 4 cái implant vào. Cô kiểu đúng là cô cảm nhận là tuyệt vời. Ở đây các cháu là tuyệt vời. Rồi đội ngũ bác sĩ coi như là làm ở đây là nhẹ nhàng, rồi là ăn nói dễ nghe, cô rất hài lòng. Cô lắp cái hàm rồi thì cô thấy được, yên tâm. Làm tạm mà cũng thấy là thế này là còn hơn trước của mình rồi. Cắn rồi, cháu giả nghĩ là cũng phải bao nhiêu lâu mới ăn được, thế là mới sợ, nó không dám đi làm. Chứ ai nghĩ đâu là làm trước hôm sau để có răng ngay thế này, đã ăn được như thế này rồi. Nhưng cô biết là cô làm lâu rồi, chứ không để đến bây giờ.